Câu hỏi nữa, A Di Đà Phật. Con xin thầy từ bi khai thị cho con nên làm như thế nào ạ? Con và một số bạn đồng tu tuy cùng cộng tu tại một đạo tràng nhưng không hòa hợp với nhau. Ngoài thời gian lên thời khóa thì chúng con không có sự liên hệ hay chia sẻ gì cả. Thậm chí gặp nhau có khi cũng không chào. Con là người tham gia trước, một số bạn đó vào sau. Trong quá trình tu tập, con cũng không có gây va chạm hay xích mích gì. Nhưng một số bạn đồng tu luôn tỏ thái độ không thích con. Con biết lúc nào chúng con cũng nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung. Nhưng khi còn ngay ở cõi này cùng tu mà như thế thì có chắc có phần được vãng sinh Tây Phương tịnh độ chung không ạ? Con xin thầy hướng dẫn cho con nên làm như thế nào để cải thiện mối quan hệ này ạ. Con xin cảm ơn thầy. Chúng ta thấy gọi là đồng tu với nhau, gặp nhau còn không chào, không hỏi, không đồng quan điểm, mà tu được với nhau này mới thấy là lạ đấy. Đấy, các bạn tưởng ta thấy không? Đó thì bây giờ chúng ta tất cả là đồng tu cùng một đạo tràng, cùng phát nguyện sinh Tây Phương cực lạc với nhau, cùng nguyện là bạn lữ của nhau. Vậy mà ngay trong cuộc sống này chúng ta còn không cảm thông được với nhau, không chia sẻ được những cái gì, những cái khó khăn, những cái sự vui buồn, những cái sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật với nhau, thì thử hỏi rằng làm sao mà chúng ta tu hành như lý như pháp được. Cho nên đối với Phật tử này, cả các Phật tử trong đạo tràng này nữa, nếu mà là đạo tràng thuộc Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta, thì hết dịch hôm nào cả đạo tràng lên nữa, một cái buổi riêng, thầy vừa sạc cho một trận, lại vừa gì, vừa uốn nắn lại cái quan điểm, cái tinh thần cộng tu với nhau trong một thời nữa thì mới được. Như thế này thì không ổn rồi, không ổn một chút nào rồi. Tu như thế này và đọa vào địa ngục với nhau hết thì sinh Tây Phương làm sao được? Không thể vãng sinh với nhau được đâu. Tu như thế này mà chấp, không tha thứ cho nhau, không chia sẻ với nhau, không giúp đỡ được nhau, Phật A Di Đà sẽ không đoán một người nào đâu. Nếu cứ tu như kiểu này thì đảm bảo với các quý vị, đến thầy thầy còn mắng chứ cơ mà, thầy còn quở chứ cơ mà, thầy còn trách chứ cơ mà, huống chi là A Di Đà Phật. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta phải đoàn kết, phải hòa hợp, phải thanh tịnh. Bốn Phật tử chung sống với nhau cùng tu tập như thế đã gọi là thể của tăng rồi đấy. Tăng không phải là chỉ cho các vị tăng ni xuất gia đâu, không phải chỉ riêng cho các vị tăng ni xuất gia đâu, mà chỉ cho một đoàn thể tu hành từ bốn người chung sống với nhau, cùng chung một ý chí, cùng chung một hạnh nguyện và cùng chung một pháp môn tu tập với nhau, sống thanh tịnh, hòa hợp, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chung chí nguyện để sách tấn nhau tu hành. Đó gọi là gì? Là thể của tăng. Vậy thể của tăng là gì? Là thanh tịnh, là hòa hợp chúng mà. Nay chúng ta là cùng là Phật tử trong đạo tràng, cùng cộng tu với nhau để phát nguyện là sinh Tây Phương cực lạc, mà không hiểu được cái điều cơ bản ấy thì A Di Đà Phật chắc chắn sẽ không đoán một vị nào cả. Mà chỉ có thì Diêm Vương đến đoán chúng ta thôi. Diêm Vương cho ngưu đầu ngục tốt đến đoán chúng ta, đến lôi chúng ta đi, chứ không phải đoán mà lôi chúng ta đi thôi. Các vị nhớ cái điều đó cho thầy. Nếu mà không đoàn kết được, không hòa hợp được với nhau thì càng tu càng gì? Càng sai được. Nguy hiểm lắm đó. Cho nên bắt đầu từ hôm nay trở đi, tất cả các Phật tử trong nhóm này cùng nhau chung ngồi lại để nghe sư phụ mình
hướng dẫn cho mình phải tu tập như thế nào, phải đối với nhau như thế nào. Đầu tiên các quý vị phải ngồi lại với nhau, nói chuyện thẳng thắn với nhau. Các vị đều ở trong một đạo tràng, có gì không nên không phải cứ phải nói thẳng với nhau, ngồi nói thẳng với nhau luôn. Trong một cái buổi sinh hoạt nào đó, dành ra khoảng 3 phút hay tiếng đồng hồ gì đó, sinh hoạt nói thẳng với nhau. Và Phật tử này phải là cái người chủ động, dám hỏi thầy như thế này rồi thì phải là người chủ động để khơi chuyện ra và nói với các Phật tử trong đạo tràng bằng những cái lời chân thành ở trong tận đáy lòng mình, nói rằng mình muốn cầu thị, mình muốn cầu tiến. Trong thời gian qua, nếu mà con tu tập mà có cái chỗ nào chưa đúng chưa tốt, làm phiền lòng các Phật tử đồng tu, thì mong các cụ, các Phật tử, các bạn đồng tu là hoan hỷ chỉ giáo cho con được biết. Và các Phật tử khác trong đạo tràng cũng phải trải lòng mình ra, cũng phải biết nhận cái lỗi của mình, chứ đừng có nhìn vào cái lỗi của bạn mà chấp khư khư. Cái lỗi của bạn chúng ta thấy chỉ cho bạn biết xong rồi buông. Còn cái lỗi của mình nếu có thì cũng phải sám hối, phải xin lỗi các bạn để gì? Để các bạn hoan hỷ tha thứ cho mình, cho mình được sám hối. Và tất cả thì cùng xong cái cuộc họp đó là thôi, xong cái buổi sinh hoạt đó là thôi, coi như là tất cả là xong. Mọi mâu mắc, mọi những cái mối tơ vò đã được gì? Đã được gỡ ra. Và chúng ta cộng tu với nhau từ giờ trở đi cho trang nghiêm, cho thanh tịnh, cho đoàn kết, cho hòa hợp, cho an lạc. Chúng ta đi tu phải an lạc, cái tu mà nhìn thấy nhau không chào, không hỏi nhau thế là trong một đạo tràng như thế là nguy hiểm rồi. Đó, may là cũng nói sớm với thầy. Và bắt đầu từ ngày mai trở đi, thậm chí là từ tối nay nhắn tin gọi điện cho nhau xin lỗi nhau đi. Để thế là không tốt rồi. Thầy đảm bảo nếu các quý vị không giải quyết được vấn đề này, A Di Đà Phật sẽ không đoán một người nào đâu. Mà chỉ có Diêm Vương sai ngục tốt đến để lôi các quý vị đi sau khi các quý vị xả bỏ báo thân. Vì tu mà còn tham sân si, tu mà còn chấp như thế, còn cái tôi to tướng như thế, cái ngã to tướng như thế, A Di Đà Phật nào đoán về Tây Phương làm gì cho gì? Có nghĩa là không đủ phúc để mà vãng sinh đâu, chứ đừng nói là được vãng sinh về đó, không đủ đâu. Phải diệt những cái tôi, cái bản ngã của mình đi. Ai cũng phải khiêm cung, cũng phải hạ mình, phải cầu thị các bạn chỉ cho mình những cái lỗi, những cái điều xấu, những cái điều mình chưa được. Mà các bạn cũng phải gì? Phải nói thẳng với các bạn đồng tu của mình, phải góp ý cho nhau thẳng thắn, đúng bản chất, đúng sự việc, góp ý một cách chân thành, mong cho bạn đồng tu của mình tiến bộ. Góp ý như thế không phải là để chỉ trích, mà góp ý để gì? Cho nhau tốt hơn. Cho nên ở trong nhà Phật, chúng ta các quý thầy xuất gia với nhau, trong giới kinh Đức Phật cũng dạy rõ rồi. Đó. Hàng tháng Bồ Tát với nhau để làm gì? Để mà ôn lại những giới luật mà Đức Phật dạy. Có tội thì ăn năn sám hối, và để tháng sau không thì nửa tháng sau không vi phạm nữa, vân vân. Đó, các Phật tử chúng ta sinh hoạt trong đạo tràng cũng phải nên như thế. Thôi, cái này thì trước mắt nên làm như thế. Trước hết là Phật tử đưa câu hỏi này cũng như nói với các Phật tử trong đạo tràng này để cho cùng nghe. Xong rồi trước hết cùng sám hối với nhau mà giúp đỡ nhau trong đạo tràng cho tốt đó. Thì bao giờ hết dịch thì lên chùa, cả đạo tràng lên chùa, thầy sẽ cho một bài nữa. Sau đó thì nếu mà thay đổi thì sau này A Di Đà Phật thì gì, thì tiếp rước về Tây Phương Phật lại cho một bài nữa. A Di Đà Phật giáo huấn các vị một bài nữa thì lúc đó thì mới ổn.